Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi những thông tin toàn cảnh trên kênh tin tức của chúng tôi. Nội dung chương trình sẽ cung cấp đến quý vị khán giả những góc nhìn toàn cảnh, những vấn đề nóng hổi dưới góc nhìn chuyên sâu, đa chiều đang giành được sự quan tâm lớn của dư luận. Dưới đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đạt mốc tròn 2 năm kể từ thời điểm ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến 24 tháng 2 năm 2024, vấn đề viện trợ cho Ukraine lại nổi lên là tâm điểm chú ý của truyền thông Mỹ. Trong 2 năm qua, việc Mỹ thu được lợi nhuận khổng lồ từ cuộc xung đột này là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Suốt thời gian qua, Mỹ đã nuôi dưỡng các doanh nghiệp công nghiệp quân sự của mình bằng cách liên tục thúc đẩy cuộc xung đột ở Ukraine. Cuộc khủng hoảng đã dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ các đơn đặt hàng vũ khí và đạn dược trong ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, bao gồm cả việc Lầu Năm Góc trực tiếp mua vật tư quân sự để viện trợ cho Ukraine và các nước châu Âu mua hàng từ Mỹ để lấp đầy khoảng trống trong kho vũ khí của riêng họ, vốn đã bị rút bớt để hỗ trợ Ukraine. Số liệu thống kê cho thấy trong số hơn 80 tỷ đô la Mỹ các thỏa thuận bán vũ khí lớn của Mỹ trong năm tài chính 2023, khoảng 50 tỷ đô la Mỹ đạn dược đã được chuyển giao cho các đồng minh châu Âu, gấp hơn 5 lần mức bình thường trong lịch sử về quy mô giao dịch. Theo dữ liệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, giá trị sản lượng của ngành công nghiệp quốc phòng và vũ trụ Mỹ đã tăng 17,5% kể từ khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra vào năm 2022. Truyền thống Mỹ dẫn lời các quan chức Nhà Trắng cho biết, trong gói chi tiêu khẩn cấp 95 tỷ đô la Mỹ đã được dành để viện trợ cho Ukraine, 64% sẽ quay trở lại ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Cuộc khủng hoảng Ukraine không chỉ mang lại lợi nhuận cho các nhà thầu quốc phòng Mỹ mà còn mang lợi nhuận cao cho ngành năng lượng của nước này. Theo báo cáo, sự gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt của Nga đã dẫn đến giá năng lượng tăng mạnh và lạm phát ở châu Âu, đồng thời thúc đẩy nhu cầu của họ đối với khí đốt tự nhiên hóa lỏng, gọi tắt là LNG của Mỹ. Mỹ đã trở thành nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới vào năm ngoái và xuất khẩu LNG của họ được dự đoán sẽ tăng gần gấp đôi vào năm 2030, với khoảng 2/3 sản lượng hướng tới châu Âu. Alex Manton, giám đốc nghiên cứu khí đốt và LNG toàn cầu tại Rapid Energy Group, công ty tư vấn năng lượng của Mỹ cho biết, 5 dự án LNG mới đang được xây dựng ở Mỹ với tổng vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đô la Mỹ. Hầu hết được bắt đầu xây dựng sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, và những thỏa thuận quy mô lớn này đã mang lại lợi ích to lớn cho nền kinh tế Mỹ. Đối với các chính trị gia Washington trong mùa bầu cử, tính kinh tế của viện trợ cho Ukraine cũng trở thành con bài để họ kiếm lợi ích chính trị cá nhân. Các quan chức chính quyền Biden nói rằng số tiền viện trợ dành cho Ukraine thực chất đang góp phần xây dựng lại căn cứ công nghiệp quốc phòng của Mỹ, khởi động và mở rộng dây chuyền sản xuất đạn dược, đồng thời hỗ trợ việc làm cho 40 bang của nước này. Theo báo cáo do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố vào ngày 15 tháng 1, Pennsylvania và Arizona, mỗi bang sẽ nhận được hơn 2 tỷ đô la Mỹ tiền tài trợ, trong khi Michigan, Wisconsin và North Carolina sẽ nhận được khoảng 500 triệu đô la Mỹ tiền tài trợ. Đây đều là những bang xung đột quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Truyền thông Mỹ cho rằng Nhà Trắng hy vọng sẽ thu được những lợi ích chính trị bằng cách tác động đến cử tri ở những bang này. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine diễn ra đã 2 năm với hàng loạt những diễn biến phức tạp và kết cục của cuộc xung đột hiện vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Ngày 24 tháng 2 năm 2022, Nga khởi động chiến dịch quân sự ở Ukraine bằng các mũi tấn công từ nhiều hướng. Kể từ đó tới nay, cuộc chiến khốc liệt đã khiến hai bên chịu nhiều thiệt hại về người và của sau những trận giao tranh nảy lửa, tạo nên những bước ngoặt trên chiến trường. 2 năm qua, trong cuộc chiến mà Nga có ưu thế áp đảo về mặt nguồn lực, kịch bản chiến thắng nhanh chóng đã không xảy ra vì Ukraine có sự hỗ trợ từ khối phương Tây. Chính điều này đã tạo ra nhiều biến số quan trọng trong 2 năm giữa Nga và Ukraine xung đột, hao người tốn của. Số liệu chính thức về thường dân thiệt mạng kể từ khi nổ ra cuộc chiến ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 được cho là không đáng tin cậy vì không có con số nào được kiểm chứng độc lập do thiếu khả năng tiếp cận các vùng lãnh thổ Ukraine hiện do Nga nắm quyền kiểm soát. Hồi tháng 6 năm 2023, chính quyền Ukraine cho biết ghi nhận 10.368 thi thể thường dân thiệt mạng. Ông Oleg Gavrik, trợ lý hàng đầu của chính văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, điều chúng tôi nghĩ có khả năng xảy ra nhất là con số thực tế còn cao hơn gấp 5 lần, khoảng 50.000 người thương vong. Văn phòng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc cũng cho rằng con số thực tế cao hơn đáng kể so với khoảng 10.000 thường dân mà cơ quan này xác nhận đã thiệt mạng. Chính quyền Ukraine tin rằng, chỉ riêng cuộc chiến ở cảng Mariupol ở phía Nam từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2022 đã khiến ít nhất 25.000 người thiệt mạng. Cảng này hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Cũng theo trang tin 7x7 của Nga, chưa bao giờ có thống kê thiệt hại nào được thiết lập cho các thị trấn gần như bị san bằng như Bakhmut. Bên kia biên giới Nga, gần Bakhmut, ít nhất 145 thường dân đã thiệt mạng. Cả Ukraine và Nga đều giữ kín những tổn thất quân sự của mình, trong khi thường xuyên tuyên bố đã gây tổn thất nặng nề cho nhau mà không đưa ra bằng chứng cụ thể. Trong thống kê mới nhất của hãng tin BBC và Media Journal ngày 21 tháng 2 vừa qua, đã có khoảng 45.000 binh sĩ Nga thiệt mạng ở Ukraine kể từ khi chiến sự bùng nổ.
Nó bao gồm tên của những binh sĩ được xác định công khai trong dữ liệu nguồn mở, chủ yếu là cáo phó và cảnh báo. Con số thực tế có thể cao gấp đôi. Giới chức Mỹ hồi tháng 8 năm 2023 cũng đưa ra con số tổn thất quân sự của Ukraine có thể lên tới 70.000 người thiệt mạng và 100.000 đến 120.000 người bị thương. Về phía Nga, giới chức Mỹ ước tính có 120.000 người tử vong và 170.000 đến 180.000 người bị thương. Hay theo thống kê của Anh, trong văn bản trả lời câu hỏi của Quốc hội ngày 29 tháng 1, Bộ trưởng các lực lượng vũ trang Anh James Hippy công bố con số thiệt hại của Nga lên tới hơn 350.000 người tử vong và bị thương. Ước tính của quân đội Ukraine ngày 20 tháng 2 cũng cho thấy Ukraine đã tấn công khiến hơn 405.000 quân Nga thương vong kể từ khi chiến sự bùng nổ. Trong khi đó, vào tháng 12 năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết 383.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và bị thương trong các cuộc tấn công của quân đội Nga. Nhìn lại cuộc chiến kéo dài 2 năm qua, có thể thấy trong năm 2023, Nga đã thể hiện được khả năng phòng thủ hiệu quả, ngăn chặn được đà tiến của đối thủ bằng những phòng tuyến chiến hào kiên cố. Nga đã áp đảo đối phương bằng tiềm lực vũ khí mạnh mẽ, tạo ra thuận lợi trên tiền tuyến trong vài tháng qua, kể từ khi Ukraine phải tiêu hao năng lực quân sự trong cuộc phản công bất thành trước đó. 2 năm từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine, giao tranh dọc chiến tuyến hơn 1.000 km chưa một ngày ngơi nghỉ. Tuy vậy, mọi nỗ lực hòa giải các bên chưa mang lại kết quả. Khi Ukraine đặt trọn hy vọng vào sự hậu thuẫn của phương Tây, còn Nga quyết tâm phá thế bế tắc trên chiến trường và vượt sức ép trừng phạt. Ngày 24 tháng 2 năm 2024, đánh dấu mốc 2 năm ngày xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Cuộc xung đột đã khiến hàng trăm nghìn người của cả hai bên tham chiến thiệt mạng, thiết lập những tiêu chuẩn mới trong cách thức tiến hành chiến tranh hiện đại cũng như những triển vọng hòa bình trong tương lai. Với việc cả hai bên tham chiến đều quyết tâm đạt được mục tiêu chiến thắng, giống như cách đây một năm cho thấy chiến tranh sẽ không sớm kết thúc. Chiến sự năm 2024 được dự báo sẽ diễn ra như thế nào? Sau năm 2023, đặc biệt là sau khi phản công thất bại, Ukraine đã áp dụng chiến lược phòng thủ tích cực cho năm 2024 nhằm tận dụng lợi thế vốn có của phòng thủ, đó là ít tốn nhân lực và vật chất hơn so với tấn công. Điều này sẽ giúp lực lượng vũ trang Ukraine có điều kiện để tái thiết, trang bị lại, huấn luyện lại và chuẩn bị cho các hoạt động tấn công quy mô lớn vào năm 2025 nhằm giải phóng các vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát. Theo các chuyên gia, phần tích cực của chiến lược này đòi hỏi một chiến dịch tấn công tầm xa, mạnh mẽ, nhắm vào bên trong lãnh thổ Nga và các vùng lãnh thổ bị Moscow chiếm đóng, trong khi duy trì các hoạt động tấn công hạn chế ở mặt trận để trói chân các lực lượng Nga. Trong tuyên bố mục tiêu quân sự của Tổng thống Ukraine Zelensky, nhà lãnh đạo Ukraine đã chia sẻ những ưu tiên hàng đầu của quân đội nước này trong năm 2024, đồng thời nhấn mạnh việc cô lập Crimea là cực kỳ quan trọng. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhắc lại mục tiêu đầy tham vọng của mình là khôi phục Ukraine về đường biên giới năm 1991, nhưng không đưa ra bất kỳ lời hứa nào hoặc đặt ra các mốc thời gian cụ thể nào để tránh làm tăng kỳ vọng của công chúng và những bên ủng hộ phương Tây. Về phần mình, Nga cũng đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến. Các nhà máy quốc phòng của Nga đang tăng sản lượng. Quân đội Nga đã điều chỉnh và kết hợp các công nghệ cũng như phát triển biện pháp đối phó mới để tước bỏ những lợi thế quan trọng trên chiến trường của Ukraine. Theo nhà phân tích Rafael Cohen, vào năm 2024, Ukraine phải đối mặt với nhiều thách thức. Về mặt quân sự, các phòng tuyến phần lớn đã bị trì trệ và đang nghiêng về phía Nga. Về mặt chính trị, phương Tây và đặc biệt là Mỹ đang phải vật lộn để tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự. Ukraine không thể xoay chuyển tình thế nếu không có thêm viện trợ quân sự của phương Tây. Nhưng Ukraine sẽ gặp khó khăn để có thêm viện trợ, trừ khi có thể chứng minh cho những người hoài nghi, đặc biệt là ở Mỹ, rằng họ có thể giành chiến thắng trên chiến trường. Ngoài ra, theo ông Cohen, tình hình chiến sự cũng sẽ phụ thuộc một chút vào cuộc bầu cử ở Mỹ. Trong khi đó, nhà phân tích Ahmed Black cho rằng, việc cả hai tham chiến cố gắng bên bổ sung nhân lực và trang thiết bị quân sự bị mất trong các cuộc phản công khác nhau trong 12 tháng qua cho thấy rằng năm 2024 có thể là một năm hai bên củng cố lực lượng, tiếp tục theo đuổi chiến tranh tiêu hao và chuẩn bị cho các hành động tấn công mới vào cuối năm 2024, hoặc có lẽ là năm 2025. Theo các nhà phân tích, có rất ít triển vọng đàm phán để chấm dứt chiến tranh năm 2024, cũng như không bên nào có thể đạt được chiến thắng quyết định. Điện Kremlin đã nói rõ rằng họ không quan tâm đến các cuộc đàm phán không dẫn đến việc Ukraine đầu hàng, bao gồm cả việc mất vĩnh viễn 4 vùng lãnh thổ bị Nga sáp nhập vào năm 2022. Mục tiêu đã nêu của Nga vẫn là phi phát xít hóa và phi quân sự hóa Ukraine. Tuy nhiên, không có nhà lãnh đạo Ukraine nào đồng ý với những điều khoản như vậy. Các nhà phân tích cho rằng, ông Putin đang chờ đợi kết quả bầu cử Mỹ năm nay và hy vọng Tổng thống Mỹ tiếp theo sẽ ngừng ủng hộ Ukraine và quay trở lại hoạt động kinh doanh bình thường của Nga. Trong trường hợp đó, khả năng tồn tại của Ukraine như một quốc gia độc lập, có chủ quyền sẽ trở nên bấp bênh, đồng thời có thể tác động dây chuyền đến an ninh của châu Âu và hơn thế nữa. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.